Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Fanmax, Hitgoy, Soul Silver và Silver Island. Thì hiện tại thì hôm trước mình đã đánh xong team gốc cát rồi bạn. Mình có gốc cát trong khu gần. Thì đã được cho cái vé cầu vòng để đi tới 7 hòn, đi được phép đi thông tất cả 7 hòn đảo nha. Bây giờ mình sẽ đi tới hòn đảo thứ tư. Đây, bây giờ mình sẽ tới hòn đảo thứ tư. Một cái điện thoại được reo lên. Attention, cảnh báo. Oh shit. Rồi, bộ khủng bố rồi. Bộ khủng bố trên tàu rồi. Chapter 4, The Shipwreck. Chiếc tàu bị phá vỡ. Sóng đánh mình cướp vô bờ các bạn. Ồ, những con cua. À, ông quay này nè bạn, cái ông quay này bên phần Hoa nè. Cái ông mà dắt theo con chim này nè bạn. Ông thiệt, ông Tàu dắt theo con chim á. Con chim Hải Âu á. Đó, nhạc này nhạc của Hussein Ba. Vậy là có thể là mình bị trôi dạt tới Hoen nữa bạn. Có khi mình bị trôi dạt tới Hoen thiệt rồi. Đúng rồi, mình đã tới Hoen rồi. Tìm cách quay lại Silver Island. Đúng rồi, đây chính là Hoen. Mình từ Johto đi qua Kanto rồi, giờ từ Kanto quay bay qua tới Hoen luôn. Đấy thiệt. Nhưng vậy chắc chắn là không cho mình đi tiếp đâu. Chứ bị phong ấn lại, phong tỏ lại. Đây, cái cốt truyện đâu có liên quan tới vườn Hoen đâu. Tới đây nè, thấy không? Đi động cho rồi. Hầu như là chỗ này phong tỏ hết rồi, nấu cho đi không? Đó là âm này nó có một lá thư cần mình phải đưa tới cho Mountain Stone. Mountain Mr. Stone chứ, Mr. Stone chính là ba con Steven á. Đó. Và có Steven Stone á. Rồi, mình phải tới cái hòn đảo bên Sim 2 của vùng Hoen rồi đó. Đây, tấm thư. Nhiệm vụ. Phải đưa lá thư của Mr. Ray này. Đi thôi. Và với ông này làm việc thì ông ta mới cho mình mới ứng dẫn mới đưa mình về lại Silver Island các bạn. Nhiệm vụ là phải thách đấu cái gì Fox Gym. Ồ. Phải thách đấu Gym ở đây à. Lấy quy hiểu vùng ngoài ánh vậy. Xem có cái sào trẻ được gì không đã.
Nó đang có buổi thi câu cá. Thôi, giờ vô đánh gym đi. Hết kêu mình phải vào đánh gym mà. Thể giác đấu. Thôi, cày Epsilon đi. Item mu. Là 46 luôn này. Căng. Oh shit. Đánh xong một người nó không có mở đèn cho mình ta. Vẫn đi vào tới thui. Nó không tái là con BO6 mà tái hết con F con EV của mình chứ ghê chứ. Đi cái chưa học được chiêu Rick Track. Bỏ phát ao. À, đã mở được chút xíu đèn nè, chứ không phải là không mở đâu, chút xíu à. Kệ, có chút xíu cũng đỡ hơn là không thấy đường các bạn. Thank you.
Đó, ông Jim Ritter. Vauly. Không ngờ trong bản này là mình có thể đánh tới Jim bên Hoe luôn. Thấy đó, hỏi Citrus Berry còn hỏi full Dreadstone nữa. Kêu luôn rồi. Mê cha mà chắc chắn là phải có Omega nè. Đó, biết ngay mà. Chứ nó đang tụ lực để đánh mình thì sao à? Đó, nó đang tụ lực để đánh mình rồi. Tranh thủ giết nó nhanh lên. Easy luôn. Tụ lực này, tụ lực.
giờ những chiếc quy hiểu mình nó không phải nằm ở chỗ mà này thôi. Cái chỗ này nói chung ý hiện thị những cái xa, những cái mà hình ảnh sự kiện mà mình bước qua thôi, những cái chapter á đó. Còn ở đây thì nó sẽ mấy cái quy hiểu này trong cái key item. Phải thiệt chứ. Đây key item dưới này. Đây hit bay nè. Nuker bay nè. Di chuyển xuống cho đẹp. Đều là hai cái quy hiệu của vùng Hoenn. À chỗ này thôi, chỗ này bán những vật phẩm là cái gì, bán phẩm nè, cái spell quan trọng bán này nè, đó cái này hồi full cây nè, quan trọng thích cái này nè, để mua mấy này không có tiền nhiều nhở, hết tiền ít ít thôi. Hit powder blue ball như mấy pokemon ball khác pokemon hút mà blue ball như để bắt pokemon lúc câu cá. Câu, lúc mà mình câu những Pokemon lên á, quăng Blue Ball sẽ bắt dễ hơn. Ờ bây giờ mình phải vào cái hang động để kiếm ông Mr. Stone để đưa lá thư qua công Bernay này. Trời ơi, cái hang này vẫn tới thui. Ôi giời. Không có chịu flash nha. Ôi giời ơi, đâu cho chạy luôn này.
Vẫn là cái hàng này. Ôi, tối tôi. Bây giờ còn có người đánh ở dưới này nữa chứ. Mấy công nhân. Đấy. Nhận được Ultra Ball. Trong thầy ha, cầm con này là thấy thua rồi, vô gặp mấy con giác đấu rồi. Chắc có để Venusaur lên đánh trong trận này. Tội thế. Không thấy đường, không biết đường nào để đi đúng luôn. Thank you.
À, mình tới rồi nè bạn. Đây. Mr. Stone nè. Nó sẽ cho mình một cái Devoid Scanner. Mình làm gì ta? You can subroad and let you with Bowman can phone. À, giống như có cái neo vậy bạn, để tìm âm thanh để biết Pokemon đó Pokemon gì. Oh, một gì đó Mega. Oh, Blaziken. Ngon. Giờ Blaziken mình đã tiến với Mega rồi. Yeah. Ông này cho mình viên đá tiến qua của Zenba. Sata Zenba, Blaziken. Nhiệm vụ hoàn thành. Đâu Blaziken đi te đâu rồi? Lúc kia tạm thời mình sẽ để cho này cầm đỡ đi. Ý giời. Ra ngoài. Đi test mega. Quay lò. Oh yeah, Mega Blaziken. Nhìn ngầu nha. Nhưng mà ability là Speed Boost tăng tốc độ. Úp. Thêm một đạp nữa. Chết luôn. Không nhờ với Lazy Camera được. Ngon. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip đây. Hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.